Đội nhỏ mà lừa, hiểm quá. Càng chiên hay con nhỏ hơn nó lắng con sao? Con nhỏ con chiên hay chứ con lừa nó lắng con sao? Bốn một. Hết pin rồi, hết pin rồi.
Trời. Bánh nó ra là thằng Hít nó bị hẹp ghép liền. Bốn hai. Bánh xui chai ra là bánh đang Hít nó hết đường đầu. Nó chạy đâu nổ nữa. Bốn ba còn một cái. Bên Thuận còn đang ăn mà sao thấy rối đồ hình rồi. Hay á Khang. Bên Giang đi bộ đâu?
Bên Giang đi bộ đâu? Bây giờ Danh hay á, giờ Danh hay đâu? Giang chiền sao mấy nhỏ nó trẻ dáng.
Còn cái giờ anh về thủ rồi, thấy anh lại nghe anh nó lấy tiền đạo dữ quá. Chắc lại một cái xéo điều.